Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Ngân hàng Ô tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Nhân dịp đầu tuần thì em Thanh xin kính chúc quý anh chị và các bạn có một tuần làm việc thật là mạnh khỏe, hăng say và nhiều thành công rực rỡ trong công việc. Và xin phép quý anh chị và các bạn, hôm nay Thanh được đeo cái kính này bởi vì trời rất là nắng và hứa hẹn một ngày nắng rất là nóng và có thể làm cho quý vị anh chị và các bạn cùng với mọi người sẽ rất là nóng nực và khó chịu. Tuy nhiên thì với thời tiết này và không gian này thì quý vị anh chị và các bạn sở hữu cho mình một chiếc xe ô tô thì nó sẽ làm dịu đi những cơn nắng và những cái khó chịu của mùa hè. Và hôm nay thì không để quý vị anh chị và các bạn chờ lâu thì như mọi khi Thanh sẽ lại lên sóng gửi đến quý vị anh chị và các bạn những hình ảnh về những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng còn chất lượng khá là ok để quý vị anh chị có thể lựa chọn cho mình và gia đình một chiếc để sử dụng hàng ngày quý vị anh chị nhé. Và mời quý vị anh chị và các bạn cùng với Thanh đi vào trong cửa hàng ngay bây giờ. Vâng, chiếc xe đầu tiên mà Thanh muốn giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn đó chính là chiếc xe Mazda 3 sản xuất 2017. Chiếc xe này là hai chủ và màu đỏ, phiên bản này là facelift, phanh điện và động cơ là 1.5 AT. Vừa rồi thì bên em có hai chiếc, tức là chiếc này và một chiếc trắng nữa. Tuy nhiên thì trong ngày hôm qua thì bên em đã bán chiếc xe Mazda 3 trắng 2017 rồi. Vì vậy quý vị anh chị nào còn chần chừ thì có thể lựa chọn sang chiếc xe này. Chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá là 455 triệu có thương lượng. Và đây là một chiếc xe phải nói là chưa bao giờ rẻ và hợp lý như bây giờ đâu anh chị ạ. Trước đây chiếc xe này nếu trước Tết thì nó phải lên đến khoảng trên 500 triệu, 530, 540 mới có thể sở hữu được chiếc xe này. Và một chiếc xe nữa mà Thanh xin bật mí với anh chị và các bạn là rất là nóng hổi, hot hòn hòn. Chiếc xe này thì Thanh vừa mới mua được khoảng 2 hôm nay và vừa cho về cửa hàng ngày hôm qua. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5. Đây là chiếc xe màu đỏ pha lê mà có thể nói mã màu kỹ thuật, bởi vì Thanh ngày trước là làm phụ trách dịch vụ của hãng, vì vậy Thanh nắm rất rõ chiếc xe này. Đây là mã màu 46V, màu đặc biệt của nhà Mazda do Thaco Trường Hải lắp ráp phân phối tại Việt Nam. Đây chính là chiếc xe Mazda CX-5 thế hệ 6.5 la răng 19 inch đa chấu. Và chiếc xe này cũng là hai chủ rồi, tuy nhiên chạy zin 3.8 km, dàn lốp còn nguyên theo xe. Và chiếc xe này là mang màu đỏ pha lê khi ra ánh nắng rất là đẹp. Và động cơ là 2.0 biển Hà Nội anh chị nhé. Chiếc xe này dàn lốp còn nguyên theo xe tất tần tật. Và đặc biệt hơn là chủ nhân rất là giữ xe. Chiếc xe này phải nói là một tháng trời nói chuyện, chia sẻ Thanh mới mua được. Bởi vì là chủ nhân rất là tiếc chiếc xe này. Tuy nhiên thì nhà có hai xe mà để thì phí. Vì vậy là sau khi mà thấy Thanh nhiệt tình quá thì bạn ấy cũng đã để lại cho Thanh chiếc xe này. Em này thì đã được lên cam 360, cảm biến áp suất lốp và thảm 6D và một số option rất là nhiều. Chiếc xe này về chúng ta chỉ việc đi thôi. Đây là phiên bản premium, tức là phiên bản cao cấp nhất. Vì vậy nó có HUD kính, tức là điều chỉnh tốc độ trên nhìn ở trên kính. Và toàn bộ là nước sơn của chiếc xe này, nó đâu đó còn khoảng trên 90% anh chị nhé. Xước sát là không tránh khỏi. Tuy nhiên chiếc xe này không bị tai nạn, không bị ngập nước và không bị máy số phải còn nguyên zin anh chị nhé. Đây là chiếc xe thế hệ 6.5 rồi, vì vậy nó khá là đẹp. Và mẫu của 2023 nó cũng không có gì khác nhiều. Chiếc này, xe này đang được chào bán với giá là 715 triệu có thương lượng anh chị nhé. Anh chị nhanh tay thì sẽ còn. Vâng, một chiếc xe nữa mà Thanh vẫn giới thiệu quý vị hàng ngày, đó chính là chiếc xe Suzuki Swift sản xuất 2013. Chiếc xe này là biển tỉnh màu đỏ. Và em này là đang được chào bán với cái giá là hơn 300 triệu một chút xíu. Em này là động cơ 1.4 lắp ráp tại Việt Nam, đi rất là bốc. Nó có thể nói là đây là phân khúc hatchback hạng B, rất là mạnh, động cơ rất là mạnh, hơn 97 mã đó. Và một chiếc xe mà Thanh vẫn giới thiệu cách đây khoảng một tuần trước, đó chính là chiếc Honda City nhưng phiên bản 2022 bản G, màu trắng biển tỉnh. Và ngày hôm qua thì bên Thanh đã gả cho một anh khách hàng rất là quyết đoán. Và đây là chiếc xe cũng có thể nói là khá là lướt, mới chạy có 15.000 km thôi. Một chủ từ đầu, màu trắng, xe thì rất là chất. Đấy, đây, khách hàng đã mua và đã niêm phong dán tại Ngân hàng Ô tô đây. Bên em chỉ có xin là không niêm phong cái cửa này, bởi vì phải đánh đi đánh lại, nhiều khi tránh cái sự mà
mà cháy nổ đấy. Đây là chiếc xe bên em đã chào bán rồi, 485 triệu. Và chiếc xe nữa mà bên em cũng mới nhập về, đây là phiên bản xe quốc dân, có thể nói là đây là chiếc i10 sản xuất 2019, một chủ từ đầu, chạy 3.000 km, màu đỏ, biển thành phố, ra Hà Nội sẽ không mất tiền biển, biển thành phố tức là biển Hồ Chí Minh nha anh chị ạ. Chiếc xe này là bản đủ anh chị nhá, màu đỏ, bản đủ rất là đẹp, Hà Nội thất hai màu đỏ đen, động cơ 1.2 đó. Nếu anh chị nào mà mua chiếc xe này cho vợ hay cho người thân thì sẽ đến ngay ngân hàng ô tô, dàn lốp còn nguyên si. Đến tiếp một chiếc xe cũng là City nhưng là thế hệ trước 2017, đó chính là chiếc xe Honda City bản top sản xuất 2017, chạy khoảng hơn 7.000 km, đang được chào bán tại ngân hàng ô tô với cái giá là 395 triệu có thương lượng anh chị nhé. Rất là đẹp, xe màu trắng nội thất đen đó. Đây là chiếc xe mà Thanh vừa nói tới ở ngay đầu video clip, đó chính là chiếc Mazda 3 mới mua về được khoảng 5 hôm thì ngày hôm qua đã được khách hàng cọc mua rồi, và đây dán niêm phong đây rồi, màu trắng. Chiếc xe này cũng khá là đều xe, không tai nạn, không ngập nước, tuy nhiên nó có móp mép một số chỗ tí thôi, và lốp thì cũng đã thay rồi đó, màu trắng. Bên em đã gả cho một khách hàng rất là quyết đoán rồi, xe rất là hợp lý, bởi màu trắng là cái màu cũng rất là dễ chịu và dễ mua dễ bán anh chị ạ. Đến một chiếc xe nữa là chiếc xe hatchback hạng B, giống như chiếc xe 13 ở trên, tuy nhiên đây là một phiên bản logo vàng, đó là phiên bản đặc biệt của nhà Suzuki, cũng lắp ráp tại Việt Nam, màu đỏ cam. Đây là chiếc xe đã lên nóc trắng, vành đen rồi, là ghế da rồi, động cơ 1.4. Chiếc xe này bên em đang chào bán với cái giá hơn 300 triệu, 355 triệu. Anh chị có thể mua chiếc xe này cho bạn gái, người thân, hoặc là chiếc xe thứ hai đưa đón con đi học, cái thứ rất là tốt. Mặc dù chiếc xe này trông thế thôi nhưng động cơ rất là mạnh, 1.4. Nó có thể là gia tốc rất là lớn và chạy trên đường cao tốc nó giống như một chiếc sedan với 97 mã. Còn đây khoe với quý anh chị và các bạn, đây là chiếc xe cũng mua về chưa đến 5 hôm. Đó là chiếc GLC 2016 bản Formatic, GLC 300. 250, màu trắng biển Hà Nội thì bên em cũng đã bán rồi. Vì vậy quý anh chị hãy ủng hộ kênh, và những chiếc xe mà bên em về khá là hot thì bán khá là nhanh. Đây nữa, em khoe quý vị anh chị là chiếc Captiva 2016 thì bên em cũng đã bán cho khách rồi, đang để đây để chờ ngày giao xe. Đấy. Và vừa rồi thì bên em có hai chiếc XL7. Hai chiếc XL7, một chiếc 2020 thì một chiếc 2022. Thì chiếc xe này hôm vừa rồi cũng có một anh khách ở Hà Nội mua rất là máu, tức là xem đến 3 lần rồi. Tuy nhiên thì anh ấy trả cái giá nó chưa được trả giá thấp quá thì bên em không có lợi nhuận, vì vậy bên em không thể bán cho anh ấy được. Thì hy vọng là có những bác nào ở tỉnh xa, không phải Hà Nội, hoặc là ở Hà Nội cũng được, nhưng tuy nhiên chiếc xe này biển tỉnh, vì vậy là nếu bác nào ở tỉnh xa thì chọn lựa thì nó sẽ phù hợp hơn. Thì bên em sẽ để cố gắng là để cái giá hợp lý để cho các bác lấy được. Chiếc xe này bên em đang chào bán là hơn 500 triệu. XL7 Suzuki sản xuất 2022, một chủ từ đầu, chạy zin 16.000 km, dàn lốp còn nguyên theo xe, màu trắng, đặc biệt là màu trắng. Nước sơn con này còn khoảng đến 97-98%. Nó chỉ bị móp một chút ở đây này, ở bên tai bên phải một chút. Còn lại thì xe cực kỳ đẹp, cực kỳ là cóng. Xe này thì đã được lên ghế da rồi anh chị nhá. Ghế da này, cảm biến áp suất lốp đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Đồ chơi con này cũng khá là ok. Đó, chiếc xe này đang được chào bán hơn 500 triệu nhé. Nếu các bác nào có nhu cầu thì hãy call ngay cho Thanh, bởi vì XL7 này là một chiếc xe cũng rất là dễ mua, dễ bán và đi vô cùng kinh tế. Động cơ 1.5 AT, nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia. Đấy, và ở phiên bản mới này rồi thì nó có cả cruise control này, cả hạn chế tốc độ này. Vì vậy quý vị anh chị và các bạn hãy rước ngay em nó về, và giá chưa vào tốt như bây giờ. Và chiếc 2020 thì bên em cũng vừa bán cho một anh khách hàng ở Hà Giang xuống từ ngày hôm kia, và xem từ ngày hôm kia và đến ngày hôm qua là quyết định là đến xuống tiền luôn, và bên em cho cứu hộ kéo về tận Tuyên Quang cho bác ấy rồi. Rất cảm ơn cái tấm chân tình của bác ở Hà Giang cũng như mọi khách hàng ở mọi miền Tổ quốc đã yêu thương em Thanh cũng như ngân hàng ô tô, và đã mua chiếc XL7 hôm qua rồi, và còn chiếc này nữa thì bác nào nhanh tay thì bên em sẽ để giá tốt.
Một chiếc xe nữa có thể nói là ông hoàng của option, mà đây có thể nói là phiên bản rất là phổ biến của nhà Hyundai, đó chính là chiếc Hyundai Kona, Hyundai Tucson, nhưng phiên bản 1.6 turbo các bác nhé. Chiếc xe này là cũng khá là đẹp, biển Hà Nội luôn. Chiếc xe này hai chủ rồi, sản xuất 2020, 1.6 nhưng giá thì bây giờ nó chỉ ngang con 2.0 thôi. Tức là 1.6 turbo bao giờ cũng đắt tiền hơn con 2.0 khoảng đâu đó 50 triệu. Nhưng tuy nhiên giá của con này bây giờ có chào bán có 765 triệu, chỉ có ngang con Tucson 2.0 đặc biệt thôi các bạn. Chưa bao giờ giá nó rẻ, nó hợp lý như bây giờ. Và bên em nếu mà các bác nào nhiệt tình vẫn có thể là giảm giá cho các bác được một chút nữa. Chiếc xe này loanh quanh chạy 4 vạn km thôi, biển Hà Nội. Rất là đẹp, màu trắng, bản 1.6 turbo của nhà Hyundai và vô cùng nhiều option. Nói đến Hyundai thì nhiều option lắm. Và đây là có thể nói là một chiếc dòng Hyundai động cơ là 1.6 và dòng crossover khá là ăn khách. Nếu mà các bác mà không thích nhà Hyundai mà cũng thích một cái thương hiệu rất là mạnh cũng như là option rất là nhiều cộng với cái an toàn của nó là, gọi là khá là number one đối với ở châu Âu nhưng được lắp ráp sản xuất tại Việt Nam thì hãy đến với mẫu xe này. Đây là chiếc xe Peugeot 3008 phiên bản GT, form mới hết, đây là bản đủ anh chị nhá. Form mới hết, sản xuất 2022. Chiếc xe này chạy có 16.000 cây thôi. Biển thành phố ra Hà Nội cũng sẽ không mất tiền biển. Chiếc xe này là động cơ turbo luôn. Và nói đến 3008 phiên bản GT này thì không phải nói nhiều về option nữa, bởi vì chiếc xe này là châu Âu nhưng lắp ráp tại Việt Nam và nó option rất nhiều. Khoang động cơ nó giống như là máy bay Boeing và vô lăng thì giống như xe đua công thức 1. Cộng với rất nhiều chế độ lái, cộng với cả cái sự an toàn của châu Âu thì nó là số 1 rồi các bác nhá. Chiếc xe này trước đây nhà em để giá là 1 tỷ 110 triệu nhưng bây giờ do thị trường và do hãng giảm giá, bên em đang điều chỉnh giá xuống còn có 1 tỷ 060 triệu. Đấy, và quý anh chị nào có nhu cầu thì hãy đến ngay bên em để sở hữu em nó. Nếu lấy chiếc xe này 2022 thì đâu đó quý vị các bác cũng giảm cũng rẻ hơn so với xe mới được khoảng 200 triệu. Đấy, không ít đâu các bác ạ. 200 triệu là một số tiền khá là lớn trong thời kỳ kinh doanh khó khăn như này. Nội thất chiếc xe này là nội thất dạng Claudia, Havana Claudia, rất là xịn sò. Và ghế da là cực kỳ cao cấp và với rất nhiều cái chế độ lái cũng như là vô số tính năng. Đó, một chiếc xe cuối cùng ở trong showroom ngày hôm nay mà Thanh muốn đưa đến cho quý vị các bác đó chính là hai con ngựa đứng cạnh anh đây. Chiếc xe này mới lấy màu đỏ, còn chiếc xe này là lấy trước đây rồi thì là màu đen. Chiếc xe này cũng là 2019 phiên bản Pre màu đen, cũng biển thành phố. Bên em cũng đang chào bán xem con này hơn 700 triệu, có thương lượng. Chiếc xe này chạy 4 vạn km, cũng đã lên cam 360, màn hình Android đầy đủ rồi. Về quý vị anh chị và các bạn chỉ việc đi thôi. Và chiếc xe này về Hà Nội sẽ không mất tiền biển anh chị nhé, nên là anh chị hoàn toàn có thể thoải mái, ai thích đen thì lấy chiếc này, ai thích đỏ pha lê thì lấy chiếc này. Và hãy đừng ngại, hãy gọi cho em Thanh. Còn một chiếc xe mà Thanh đang đi hàng ngày mà Thanh cũng rất là ưng ý, mà từ dáng vẻ hình dáng đến chất liệu đến cốt của máy cũng như nội thất nó rất là tuyệt vời, mặc dù đời nó hơi sâu một chút nhưng tuy nhiên đời thì nó sâu thì nó sẽ hợp lý với giá thành. Thì đây chính là chiếc xe mà Thanh muốn giới thiệu, đó chính là chiếc xe Toyota Altis 2.0, sản xuất 2009, hai chủ biển Hà Nội. Và chiếc xe này nội thất là nội thất kem rất là đẹp. Đây, chiếc xe này Thanh vẫn đi hàng ngày đây. Trong xe vẫn còn máy tính rồi là túi đồ tập thể thao của Thanh. Chiếc xe này thì chủ nhân khá là giữ gìn đây. Quý anh chị nhìn này, ngay này, là thảm 6D được trang bị này, rồi là bậc bước chân cái thứ dàn carbon không thiếu gì, mặc dù những chi tiết nó nhỏ nhưng mà nó sẽ nói lên là người chủ xe rất là giữ xe anh chị nhé. Đó, đấy, rất là đẹp. Xe thì được trang bị đề nổ, gầy số vô lăng, hộp số tự động. Đấy, rất là đẹp. Gương chỉnh điện đó, đầy đủ. Đây, động cơ là còn nguyên zin nhá anh chị nhá, nguyên zin và rất là sáng. Chiếc xe này bên em đang được chào bán với cái giá là 325 triệu đã điều chỉnh. Trước đây là bên em chào là 345 triệu, bây giờ em đã điều chỉnh xuống. Và nếu anh chị nào nhiệt tình thì đến em sẽ giảm giá tiếp cho quý vị anh chị. Và đây là có thể nói là một chiếc xe mà bền mãi với thời gian, có thể nói là nồi đồng cối đá cũng như là
dáng xe không bị lỗi mốt. Vì vậy quý vị anh chị nào ưng cái sự bền bỉ và anh chị nào ưa cái sự hoài niệm thì hãy lấy ngay chiếc xe này. Đây, từ xung quanh hình dáng nó còn rất là đẹp, màu đen rất là sang trọng anh chị nhá. Đó, rất là đẹp. Đó. Và xe còn còn đăng kiểm rất là dài và em Thanh vẫn đi hàng ngày. Đi rất là chất, không hỏng hóc cái gì cả bao giờ luôn. Đấy, cực kỳ bền. Nói chung là nhà Toyota mà phân khúc Altis thì nó vẫn là một cái gì đó rất là cao, rất là sang. Quay trở lại với ngân hàng ô tô ngày hôm nay thì em Thanh trước khi kết thúc video thì em Thanh xin kính chúc quý vị anh chị và các bạn có một cái tuần làm việc mới thật là mạnh khỏe, công việc hanh thông và hiệu quả, tràn đầy năng lượng, và không quên theo dõi kênh của ngân hàng ô tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Một lần nữa thì em Thanh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của ngân hàng ô tô. Xin chào.